Con chim vàng, truyện ngắn của Nguyễn Quang Sáng. Cây trứng cá trước sân nhà đã hết mùa, chim chóc ít đến, sâu đo xanh, đo thoăn thoắt trên những đầu lá trắng li ti, màu phấn mốc. Một hai cơn gió to uốn quằn những cành lá thấp là đà, sâu đo níu những sợi tơ, buông mình rơi xuống đất, bò lệnh nghệnh, đứng gió, cây trứng cá yên lặng, buồn hiu. Mấy hôm nay có con chim cánh vàng như nghệ, mỏ đỏ như son, ngày nào cũng xà cánh đáp xuống đây, hai chân nó quấn chặt vào cành, thòng mình xuống, ngẩng cổ lên, đưa mỏ đỏ gắp lấy sâu. Ăn no, nó rũ cánh rỉa lông, nó nhảy nhót hót líu lo. Thằng Quyên đứng dưới gốc dòm lên, nghe vui tai đẹp mắt làm sao. Nó yêu quý con chim quá, đêm nằm thằng Quyên chim bao thấy bắt được chim nhốt vô lồng, đút mồi cho ăn. Con chim nhảy nhót, chấp chấp lại cấn tiếng lạnh lót. Nhớ tới, nó khoái chí ngã người ra cười híp mắt. Nó bảo mẹ bắt cho kỳ được. Đang ăn cơm, nhớ tới chim là nó hất chén liệng đũa, khóc lên, đưa tay chụp chụp lấy con chim vàng. Nó không thèm chơi ngựa cây, xe hơi, tàu lặn nữa. Nó giật mình dậy là nó nhắc đến chim vàng. Cũng con chim này, đối với Bào thì khác hẳn. Bào rất căm ghét con chim vàng. Có lúc nghĩ thấy con chim bị bắn nát đầu, rơi xuống, vài sợi lông vàng bay theo, Bào hả dạ lắm. Thằng Quyên, 10 tuổi là con nhà chủ, cha nó là hương quản trong làng. Bào 12 tuổi là đứa ở chăn trâu cho nhà này. Đêm ngủ, Bào trằn trọc tìm mưu bắt cho con bà chủ. Bắt không được chim, không được ăn cơm. 2 năm trước, mẹ Bào mắc nợ nhà này 2 thúng thóc. Nó đòi ngặt, Bào phải đến ở đợ. Nhưng nợ đó không bằng nợ con chim vàng. Gặp Bào nó đòi, Bào chịu đòn để thế. Bào sợ quá, bữa nào cũng rình cũng bắt. Nhưng bắt làm sao được, nó có cánh, vừa leo lên là nó vụt mất. Có khi còn ỉa xuống mặt Bào. Hết phương cách rồi, chiều đó Bào về thằng Quyên đòi chim. Bào hai tay bưng chiếc nón lá rách đựng đầy đồ chơi. Bào hạ giọng năn nỉ. Trâu đây cậu, trâu đực, trâu con, trâu cái. Tôi nắn bằng đất sét mỡ gà tốt lắm. Tôi lặn dưới sông móc tới đứng bóng. Nắn tới trâu ăn no, đây cậu. Cậu rờ thử coi, tôi lấy miệng chén. Mài sừng nó nhọn hoắt, trâu này tốt hơn chim vàng à cậu. Thằng Quyên quen tính được mẹ nuông chiều. Không vừa ý cái gì là nó giãy nảy lên. Nó đưa chân đạp nhẹp mấy con trâu đất, khóc ré lên. Nó khóc mà không chảy nước mắt, Bảo không khóc mà nước mắt cứ tuôn ra. Bảo tức, sợ và tiếc. Bảo lượm lại từng cục đất, nắn nót lại cái đầu cái chân. Thằng Quyên vẫn khóc. Nó nhào tới chụp lấy đất liệng tới tấp vào mặt Bảo, rồi nhào lăn ra thềm, đập chân đành đạch, gào lên. Mày bắt con chim vàng cho tao, má ơi! Mẹ nó tới, hầm hầm như bị ai giết con. Nó quơ cả trâu đất, cả chiếc nón lá rách đội giữ trâu của Bào liệng tung ra sân, rồi xỉa xói mặt Bào. Mày khôn hơn con tao được à? Mày lôi đất vô nhà tao à? Nhà tao không thiếu đất. Mã thằng cha mày sụp lỡ kia, đem về mà đắp. Để lấy lòng con, nó đánh Bào té nhũi, rồi bế thằng Quyên vào lòng. Ôi, tội nghiệp, con tôi khổ quá. Cái thứ con chim vàng như vậy mà không có để chơi. Đêm nằm, Bảo có ngủ được đâu. Bên mái nhà lụp sụp, tiếng võng kéo kẹt, giọng han ru em vang vẳng. Âu ơ, chim truyền nhắn ớt liêu lo, mãn sầu con bạn ốm o gầy mòn. Thằng Quyên nằm trên nệm thiêm thiếp, nghe hát đến chim, nó nhào dậy, khóc, bắt chim cho con, má. Bảo nghe Quyên khóc, lại lo ngày mai không có con chim vàng. Bảo ngồi dậy, dựa lưng vào chuồng trâu nhìn ra, trời mênh mông, trăng sáng vàng vặc. Bảo rón rén bước ra cây trứng cá, nhìn lên, lá khẽ sao động như bầy chim mê ngủ. Bảo lấy đất vụt lên, đất rơi tòm xuống ao cá. Con chim vàng không có ngủ ở đây, nó đâu rồi kìa? Bảo ngồi xuống gốc trứng cá, xoa xoa mái đầu trọc hếu như sọ dừa. Bảo đã tìm ra kế,
Nhân lúc trân châu, bào chặt nhánh ổi, lấy mảnh vỏ ốc chuốc thành nạn, bào buộc dây thun vào, dương, buông, bắn vù vù. Bào vò luôn 10 viên đạn, được rồi, nhất định bắn rơi con chim vàng. Bào bước vô nhà, hớn hở như tá điền có tiền trả nợ. Thằng Quyên hỏi, chim vàng tao đâu? Đây cậu, giàng thung đây cậu, tôi bắn nó rụng như lá cho cậu coi. Tức thì thằng Quyên nhăn mặt cháy lên, không, mày bắn chết chim tao. Bảo định năn nỉ, mẹ nó đã chỏ vào, con tao chơi chim sống chứ ở dỗ cha mày đâu mà bắn chim cho chết. Bảo trả lời, nó có cánh không bắn làm sao bắt được. Mẹ thằng Quyên sấn tới giận dữ, tao không cấm mày bắn, mày muốn bắn mấy cái thì bắn, miễn đừng chết, đừng què, đừng gãy cánh chim của con tao thì thôi. Bảo tức quá, không trúng làm sao bắt được. Mẹ thằng Quyên nổi lửa lên, nó giận đứa ở dám cãi lại. Nó bảo, mày bắn cho nó giật mình, chết chết té xuống không được hả? Mái đầu bảo cúi xuống, nhẹ nhẹ lui một bước, môi bảo mím lại, mắt liếc mẹ thằng Quyên, tay run run nắm chặt vạt áo chỉ xuống. Bảo giận sôi lên, quên mình là đứa ở, liệng giàn thông trước mặt nó, cự lại. Bà giỏi bà bắn đi. Nó quơ cây rượt theo bảo, liệng vun vút. Quá căm tức thì chống lại, chống rồi bảo lại sợ. Bảo đến thẳng Quyên, cậu, bữa này thế nào tôi cũng bắt được con chim cho cậu. Thằng Quyên ngẩng đầu lên, mắt nó long lanh, ôm lấy bảo, nó hỏi, chừng nào? Bảo đưa nhánh tre có sợi nhợ cho nó coi, đây, 7 gài đây cậu, mà cậu cho một trái chuối chín đi. Thằng Quyên nhảy tưng lên, rồi cắm cổ chạy thẳng vô buồng, bẻ luôn 2 quả. Nó đưa 2 quả chuối cau chín vàng khoe với bảo, nó cười híp 2 con mắt. Lần đầu tiên nó cúi đầu sát vào bảo, xem bảo buộc quả chuối vào bẫy, suy nghĩ thế nào. Nó quay ra lắc đầu, chim không ăn chuối đâu. Nó ăn chứ cậu, phải chim hát bội, chim sâu đâu, con chim này nó ăn sâu mà ăn chuối nữa cậu. Tôi coi trâu, tôi thấy nó xà xuống vườn chuối hoài. Bỗng mẹ thằng Quyên nện guốc bước tới, nó chớ mắt nhìn 2 quả chuối cau, nó hét lên, mày gạt con tao ăn cắp chuối hả? Bảo lui luôn mấy bước, nép mình vô tường, mặt lắm lét, dạ thưa bà, con xin chuối chín làm mồi bắt con chim cho cậu. Chuối tao cúng thổ thần, chuối tiền, chuối bạc, chuối gì cho chim? Mày trèo lên cây bắt sống nó cho tao. Mẹ thằng Quyên vừa chửi vừa nhìn quanh quất kiếm cây. Bảo liệng cái bẫy chạy mất. Không còn cách nào hơn nữa, bảo quấn cây lá đầy mình, trèo sẵn lên cây từ sáng sớm. Nhánh cây trứng cá mềm quằn xuống, bảo thụt vô, dựa lưng vào cành to. Thằng Quyên đứng dưới hét lên, mày ra nhánh ngoài chứ. Bảo run quá, chân cứ thấy nhột, nhìn xuống thấy chóng mặt, vòm trời cao vút, một chấm đen bay tới, rõ là con chim vàng. Nó lượn mấy vòng, vừa xà đáp cánh, bỗng nó hốt hoảng vút lên, kêu choe choé. Mẹ con nó chạy vô nhà, ló đầu ra, mày đừng rung chứ. Mẹ thằng Quyên nhìn theo con chim mình vàng như nghệ, mỏ đỏ như son, không chớp mắt. Bao, con nín thở cho em con, ráng con. Con chim bay qua nhảy nhót trước mặt, bao vừa thò tay, nó nhảy ra nhánh. Thằng Quyên há mồm hồi hộp, bắt mau mau, đó đó, nó nhảy vô đó con, chụp chụp. Nghe tiếng nó là bảo thấy roi đòn đánh đập, thấy máu đổ như những trận đòn hôm trước. Bảo cắn răng cho bớt run, nhẹ nhẹ thò tay ra, nhộm mình với tới, chụp dính con chim vàng, chim chóe lên, mẹ con nó mừng quính, thằng Quyên nhảy dựng lên. Được chim rồi, vỗ tay bôm bốp. Bảo có cảm giác như khi mình đuổi theo trâu bị sụp những hầm giếng cạn, ruột thót lên. Hai chân bảo sụp vào không khí, tay bơi bơi, mặt bảo tối đen, bảo rơi xuống như trái thị. Mặt bảo đập vào gốc cây, máu nước mắt đầm đìa cả mặt. Trời ơi, con chim vàng cũng bị đập xuống đất, đầu bể nát. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, bảo nghe văng vẳng tiếng guốc, nghe mẹ con thằng Quyên kêu, trời ơi. Bảo chống tay ngồi dậy, máu từ trên đầu chảy trên những chiếc lá quấn vào mình nhỏ giọt. Bảo cố đem toàn lực vùng vẫy, nhưng tay lại khuỵu xuống, đầu ngã xuống vũng máu. Mắt bảo chập chờn thấy bàn tay mẹ thằng Quyên thò xuống. Tay bảo với tới, với mãi, nhưng cũng chẳng với được ai.
Té ra, mẹ thằng Quyên thỏ tay nâng lấy xác con chim vàng, bảo lại nghe tiếng cắc lưỡi. Trời, con chim vàng của con tôi chết rồi.